Ngày nay, với sự gia tăng tốc độ toàn cầu hóa, hoạt động giao thương giữa các quốc gia ngày càng diễn ra mạnh mẽ. Trong quá trình này, hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Ngành học kinh doanh xuất nhập khẩu bao gồm tất cả các hoạt động của quá trình mua bán hàng hóa giữa thương nhân trong nước và thương nhân nước ngoài. Đây là nền tảng cơ bản của hoạt động ngoại thương. Bởi vậy, nên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu ngày càng trở nên phổ biến và thu hút nhiều sự chú ý từ các bạn sinh viên. Hiểu được tầm quan trọng của lĩnh vực này, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đào tạo ngành học kinh doanh xuất nhập khẩu, thời gian đào tạo ngắn trong vòng 2 năm, trình độ cao đẳng chính quy. Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc ở nhiều vị trí như làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu, nhân viên chăm sóc khách hàng, chuyên viên thanh toán quốc tế, nhân viên thu mua, nhân viên chứng từ, nhân viên hiện trường, nhân viên giao nhận, nhân viên hỗ trợ, nhân viên điều vận đội xe bãi, nhân viên hải quan, nhân viên đại diện công ty đa quốc gia. Nếu bạn là người có niềm đam mê với các hoạt động giao thương quốc tế thì còn chần chờ gì mà không nộp hồ sơ vào ITC để trở thành tân sinh viên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu ngay hôm nay.